Sau này bà cuốn bả lá ra anh lấy anh lặt ra, nếu mà khách cho lặt là lặt ra cũng được. Rồi, ấy cuốn luôn hả? Dạ. Dạ. Đổi đi cũng được. Rồi. Rồi anh bật máy vận hành đi. Này, anh lại bật cái này. Đúng rồi. Đúng rồi, bật cái đó. Ở đây quay. Rồi, bật cái đó, điều chỉnh tốc độ. Rồi. Anh cho trái cam vô. Dạ đúng rồi, nó sẽ nằm ở khoảng trên thôi chứ nó không có nằm ở khoảng dưới đâu. Cho mạnh thẳng vô đi anh. Đúng rồi. Đấy, nó cứ chạy nó nằm ở vị trí đó thôi, khi nào mà anh cho nguyên liệu vô thì nó mới tung xuống dưới. Đấy, rồi cho nó chạy đi chút xíu đi, rồi anh xuống dưới anh bật cái kia đi. Rồi đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Chưa ra đâu anh. Không, anh phải bỏ cam vô liên tục nó mới chạy xuống từ từ. Nó mới đẩy cái sao đẩy cái trước. Trái là nó dễ quậy. Dạ đúng rồi. Bởi vì nó không đủ để thử là vậy đó. Đảo đều trái cam trong cái bể ozone này để giảm cái dư lượng cái thuốc trừ sâu. Đây là cái bộ phát ozone của mình nè. Dạ đúng rồi, xong rồi á cái cam nó từ từ á nó sẽ được cái bơm đẩy đó đó đẩy dồn ra băng tải đi qua đây rớt cái sàn rung làm ráo được. Anh cứ cho nó rớt đi để em đẩy cho. Anh lấy tay ném xa xa bị dưới. Anh lấy ra bỏ lại được.